Xin chào tất cả các anh các chị, chào toàn thể các bạn. Hôm nay trời mưa lâm râm thì bên vườn hoa lại tiếp tục đi tưới phân hữu cơ cho cây. Khi trời mưa thì các anh chị khi trồng trong chậu thì cần lưu ý là cây chậu nào thoát nước tốt thì hãng chăm bón nhé. Còn chậu nào mà bị úng nước, đọng nước thì lên cải thiện cái giá thể của mình rồi mới được chăm bón cây vào những ngày mưa. Còn bình thường thì trời mưa sẽ có một lượng đạm rất chi là tốt tự nhiên của nước mưa sẽ kích thích bật mầm rất tốt và cái bộ rễ lon, bộ rễ tơ sẽ được bật ra rất chi là nhiều thì nó sẽ hấp thụ được cái phân mình bón vào rất chi là tốt. Nên là bên vườn hoa đã ngâm phân enterot và lại tiếp tục bón cho chăm cho cây hoa hồng nhà mình. Đây là phân em đã đổ vào đây để ngâm rồi. Bây giờ tiến hành đây em chỉ còn có hai luống nữa là hết thôi nên lượng nước phân chỉ còn có 1/3 thùng. Em quay để chia sẻ cho các anh các chị cùng toàn thể các bạn xem nhé. Đây này, khi mà lũ hoa như thế này, thì ta tiến hành tưới lại cho cây. Đây tức là tưới lại đã sau 15 ngày, còn bình thường nên tưới lại sau 10 đến 12 ngày nhé. Trời mưa lên máy ảnh quay nó không được sắc nét. Các anh chị cùng toàn thể các bạn thông cảm nhé. Cái lá của hoa hồng nhà em chăm bằng hữu cơ nó không sẽ không xanh và không được đẹp như là cái dòng của các nhà vườn khác phun kích thích và chăm bằng đạm nhé. Bằng NPK. Nhưng mà cây thì sẽ có tuổi thọ và cái độ bền và cái bộ rễ đặc biệt khỏe. Chứ không như là cái bộ rễ mà được chăm bằng NPK và đạm nhé. Các anh chị khi mà chưa biết thì có thể là dùng cái đạm và NPK thấy nó phát triển rất nhanh và màu lá các thứ rất đẹp. Nhưng mà cái hoa, form hoa nó sẽ không được đẹp bằng chăm hữu cơ và đặc biệt là cái tuổi thọ của cây nó sẽ bị rút ngắn đi. Và cái bộ rễ của cây hoa hồng nó sẽ không được phát triển mạnh mẽ, khỏe mạnh như là dùng các dòng phân hữu cơ nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành múc nước phân ra xô và xách đi tưới cho các anh chị cùng xem nhé. Cứ tự mình quay, vừa làm vừa quay nên là nó sẽ hơi rung. Các anh chị ngoáng đều lên này để cho cái lượng phân nó tan đều. Để các anh chị múc ra. Đây này, cái mức độ nước nó sẽ hơi vẩn vẩn như thế này, nó đặc đặc đấy thì là được nha các anh chị nhé. Các anh chị mà có ít ý, thì chúng mình không có cái phân hữu cơ tự nhiên như là của bò, của gà, của lợn thì có thể mua cái dòng phân hạt như nhà em đang dùng đây để sử dụng cho cây thì tính ra thì giá thành nó cũng rất chi là rẻ cho mỗi một lần tưới thôi. Ví dụ như là một cân
thì có thể ngâm tưới thành được 10 cái xô sơn như thế này. Và mỗi cái cây nhỏ trong chậu thì ta tưới có lửa gáo thôi. Còn những cây to ở ngoài vườn thì em có thể tưới một gáo hoặc là hơn một gáo. Thì tùy chúng mình sẽ nhìn những cái cây nhà mình to hay nhỏ mà định lượng liều phân nhé. Còn phân hữu cơ thì sử dụng thì nó cũng không bị sốc hay là chết cây như là những cái dòng đạm và NPK. Nên là cũng không vấn đề gì cả. Nhưng mà liều lượng thì nhà em thường dùng là một lưng, hơn lưng bát con một chút cho một cái thùng sơn như thế này nếu mà tưới ở nhà. Còn ở trên này thì là em cứ ngâm 200 lít nước này với độ 2 cân 3 cân em tưới đặn một tí, em cho 3 cân. Đây này. Mùa hè thì cây có những cành nó lắng quá nó cũng không được.